Truyền thuyết về ông Năm Chèo, một cái con cá sấu năm chân nổi tiếng ở vùng sông nước Vàm Nao. Thì cái vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 khiến cho 14 căn nhà phải rơi xuống đáy sông. Thì nhiều người cho rằng đây là cái vụ sạt lở thiên tai. Tuy nhiên những cái người dân địa phương ở đây họ truyền tai nhau rằng là do ông Năm Chèo chở mình. Thì ông Năm Chèo là chuyện về cái con cá sấu năm chân nổi tiếng và được người dân truyền miệng cho tới ngày nay luôn. Thì chuyện kể rằng là Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa là có một cái người đệ tử tên là Đình Tây. Thì vào một cái lần ông Đình Tây đi ngao du để làm từ thiện. Trong cái lúc mà ông đi ngang qua cái vùng Láng Linh thì nghe thấy tiếng của một cái người phụ nữ đang sắp đẻ trong một cái căn chòi lụp sụp. Thì do là cái người chồng bận đi bắt cua bắt rắn chưa có về kịp. Bình thường thì anh ta cũng về sớm nhưng hôm nay là về chưa có kịp. Thì ông thấy như vậy mới nhà vô để hỗ trợ và cùng mọi người lợp lá lại cho cái căn chòi đỡ dọn. Người phụ nữ sắp sinh nhưng mà cái chiếc giường mới kê được có 3 chân thôi. Thì ông Đình Tây này nè, không có ngần ngại lấy vai của mình kê vô để làm cái chân thứ tư để giúp cho bà mẫu đỡ đẻ được nhanh chóng hơn. Thì mọi việc xong xuôi hết thì anh Sinh, chồng của cái người phụ nữ mới về tới. Thì anh mới lấy lòng rất là cảm kích mọi người đã giúp đỡ vợ chồng mình. Anh mới khoe với ông Đình Tây là hai cái vỏ cá vừa mới bắt được. Đồng thời là anh lấy ra từ cái túi bên hông một cái con vật rất là lạ. Đó là một cái con cá sấu. Mà con cá sấu này rất là kỳ lạ. Da nó thì trơn bóng như da con cá trê vậy đó. Trên chóp mũi thì có một cái màu đỏ đực. Lâu lâu nó ánh đỏ lên như là một ngọn đuốc vậy đó. Và đặc biệt đó nha, là con cá sấu này nè, nó có 5 cái chân. Và tứ chi của nó có ngón và móng nữa, có thể cầm nắm như là loài người. Thì ông Đình Tây này nè, vốn là một cái người rất là hiếu kỳ và thích những cái loài động vật kỳ lạ. Thì anh Sinh này nè, mới ngỏ lời tặng cái con này cho ông, thì ông liền nhận lời đồng ý. Khi mà về trình công trạng với Đức Thầy, ông Đình Tây này nè, mới khoe luôn cái con vật kỳ lạ cho Đức Thầy. Khi mà nhìn thấy được cái con vật kỳ lạ này nè, thì Đức Thầy vẻ mặt thở dài và ngao ngán. Đức Thầy bèn nói là cái con này nè, là một cái loài ác ngư, khuyên ông Đình Tây là không có nên nuôi. Vì khi mà nó lớn lên sẽ đi làm hại nhân gian, làm hại con người. Nhưng mà ông Đình Tây nở lòng nào mà giết nó. Sau đó ông mới lui về Thới Sơn và lén ông thầy thả nó vào cái ao sen ở trước đình đó. Và cái con cá sấu này nè, cực kỳ là lớn nhanh chóng luôn. Và khi nó càng lớn thì cái hung tính, cái tính dữ của nó càng thể hiện ra bên ngoài. Ông Đình Tây mới thấy như vậy mới lấy cái dây buộc chân nó lại. Và cá sấu càng ngày càng lớn đi. Thì ông mới thay cái dây đó bằng một cái dây sắt để nó không có thoát được. Tuy nhiên là vào một cái ngày nọ, mưa rất là lớn luôn, gió thì rất là mạnh và sấm chớp đùng đùng vậy đó. Tới buổi sáng khi mà ông Đình Tây tỉnh dậy thì mới bàng hoàng phát hiện là con cá sấu nó đã bỏ đi rồi. Ông mới tìm kiếm xung quanh thì vẫn không có thấy đâu, mà cái dây xích sắt thì nó vẫn còn đó. Ông mới lần theo cái dây này xuống hồ thì thấy là có một cái chân con cá sấu nằm ở đó. Hóa ra là cái con cá sấu này nè, nó đã cắn bỏ một chân của mình để thoát thân. Sau đó thì ông Đình Tây mới lập tức báo cho Đức Thầy. Khi mà nghe cái tin này thì Đức Thầy điềm tĩnh như là đã tiên đoán trước được cái sự việc vậy đó. Ngài không trách mà còn cho ông Đình Tây 5 cái món bảo bối để đi thu phục cái con này. Đó là hai cái cây lao, một cái cây muôn cổ phụng, một cái lưỡi câu và một cái dây băng. Đồng thời là ông thầy còn truyền cho ông Đình Tây một cái khẩu quyết biệt truyền để đi thu phục cái con ác ngư này. Vào một cái ngày nọ thì tin xấu lan truyền ra là xuất hiện có một cái con cá sấu mũi đỏ. Nó to như là một cái chiếc ghe lớn vậy đó. Nó xuất hiện ở cái vùng Láng Sinh nơi mà anh Sinh bắt nó ngày xưa đó. Và nó há miệng ra tạo những cái con sóng lớn, nhấn chìm những cái chiếc ghe thuyền mà đi đánh bắt cá trên sông. Có lúc là nó lên bờ bắt gia súc vật nuôi của người dân, lúc thì ám sát giết hại người, làm cho mọi người kinh sợ bàng hoàng. Thì ông Đình khi mà nghe cái tin này thì vội vã tới cái vùng đó để bắt cá sấu, để thu phục cá sấu. Tuy nhiên khi mà ông đến, có lẽ là cái con cá sấu này nè, nó đánh hơi được cái mùi của ông Đình Tây nên nó lặn xuống mất. Cứ như thế đó, hai người như chơi được bắt vậy đó. Ông đến thì nó lặn xuống, khi mà ông đi thì nó nổi lên bờ quấy phá người dân, làm cho người dân ở đây bàng hoàng lo sợ. Và nhiều người cho rằng khi mà cá sấu nổi lên thì người dân sẽ la hét lên ông Đình lên, thì nó sẽ sợ và bỏ chạy. Và một lần nọ thì ông Đình này nè mới tức quá, mới quyết định là xây một cái căn chòi để ở lại bắt cá sấu vài ngày. Thì cứ ở vài ngày thì không có thấy cá sấu xuất hiện ở đâu hết trơn. Ông Đình này nè mới tức quá, mới đứng ở giữa vùng và la lớn lên. Hỡi loài ngạc ngư, nếu thiên cơ đã định thì ngươi nên nằm yên sám hối tu hành. Nếu mà số ngươi đã tặng thì nổi lên theo ta về. Thì ông Đình Tây này nè mới chờ ở đó 3 ngày nhưng mà vẫn không thấy tung tích con cá sấu năm chân này ở đâu nữa hết. Thì ông mới bèn đi về. Và mãi từ đó về sau thì người dân ở vùng này nè không còn thấy hình dáng bóng cá sấu lên quấy phá người dân ở đâu nữa hết trơn. Mãi 58 năm sau thì ông Đình Tây này nè mới quy tịnh. Thì 5 cái món bảo bối thì vẫn còn được lưu truyền lại và được người đời sau của ông Đình lưu giữ lại. Thì người đời quen gọi là cái con cá sấu này nè là ông Năm Chèo, bởi vì nó có 5 cái chân.
Tuy nhiên á, là nhiều người kỳ cựu lão làng ở cái vùng này nè cho rằng á, là nó chỉ có ba cái chèo thôi. Bởi vì ngày xưa á, khi mà ông Năm chèo á, cột cái chân nó chặt quá, đã sứt hết một chân, nên hiện tại nó chỉ còn ba cái chèo thôi.